Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Riaki Live, kênh mãi không được 100.000 subscriber. Chắc hiểu sao mãi vẫn 96.000. Ok, hôm nay thì bên Anaza chúng ta bộ Hào Quang Huyền Thoại. Đấy, bộ này thì tôi đoán là lúc đầu nó không phải đồ của Free Fire World Series đâu. Đấy, tại vì bây giờ tôi nhìn kỹ lại thì tôi thấy là cái bộ này nó rất là ảo ma. Đấy, ảo ma cho nên tôi sẽ chia sẻ cho anh em xem sau khi test cái trang phục này. Đấy, ok, thì bộ này thì nằm trong vòng quay pay màu. Đấy, và có nghĩa là chúng ta sẽ pay tiền với cái vòng quay này mà thôi. Đấy, vòng quay này thì tôi cộng xương xương nhanh khoảng 1.500 kc, 1.400 kc nha anh em nhá. Và với nhân phẩm của tôi và với cái sự chỉnh tỷ lệ xuống của tôi thì chắc là bộ này bây giờ phải quay lô cuối cùng. Đấy, bây giờ lâu lắm rồi thề luôn ở server Việt Nam anh em nhá. Ở server Việt Nam chắc là phải cỡ khoảng 2 năm trở lại đây là tôi không có những tình huống mà quay quay ảo ma nữa. Không có những tình huống mà quay gọi là ảo ma Canada Venezuela ngày xưa nhá. Có những tình huống quay, anh em biết không? Quay vòng quay một phát 9kc ăn luôn. Lâu lắm rồi không còn sự ảo ma nữa. Không biết là bây giờ còn anh em nào quay một phát 9kc ăn luôn không nhỉ? Đấy, thì anh em có thể comment ở phía dưới video này nhá. Đấy, để cho tôi được biết có anh em nào mà bây giờ quay mấy cái vòng quay kiểu này mà một phát 9kc ăn luôn không? Tôi thì không ăn anh em ạ. Và tôi chỉ ở ăn cái này cái nọ lọ chai thôi. Đấy, cho ăn ở cái vòng quay này thì không ăn được. Đấy, khổ lắm cơ. Đấy, rất là khổ buồn luôn. Ok, thì cái bộ này nó có một cái vấn đề là gì? Cái bộ này ấy, tôi đang nghĩ rằng là ban đầu hình như nó không phải là dành cho Free Fire World Series. Đấy, hình như là nó là một bộ bình thường đơn lẻ thôi. Thế sau đấy thì bên Anna Free Fire. Đây này, tại vì cái biểu tượng đằng sau lưng của nó ấy là biểu tượng đấm bốc. Đấy, và quả cả cái bộ trang phục này nó cũng không liên quan gì đến cái tông của Free Fire World Series cả. Ví dụ như là anh em nhìn mấy cái bộ của năm ngoái, năm kia. Cái bộ mà Chiến Long FFWS ấy, trông nó rất giống cái tông của Free Fire World Series năm ngoái ấy. Hay là cái bộ đồ mà chiến cái gì nhỉ, tôi cũng chả nhớ nữa, nhưng mà cái bộ đồ của Free Fire World Series 2021 Sentosa ấy. Đấy thì nó theo kiểu phong cách gọi là loằng ngoằng, phong cách gọi là có mấy cái vân vân ấy, trông nó rất giống. Còn cái bộ này thì hình như là bên Anna họ lấy bộ này ra, xong họ lấy cái logo của World Series, xong họ đính lên cái chỗ ngực áo. Đấy, đính cho người gáo, trông nó cũng không liên quan lắm. Đấy, thề luôn, trông cái bộ này như kiểu một bộ thể thao. Đấy, và cái logo đằng sau lưng thì nếu như mà cái áo này đằng sau lưng logo nó là cái biểu tượng World Series thì tôi thấy nó sẽ hợp lý hơn, nhưng mà không, World Series nó chỉ hiển tí ở trên ngực thôi. Đấy, nó chỉ hiển thị một tí ở trên cái chỗ bên cái túi ngực bên tay trái thôi. Đấy, không có gì đặc biệt cả. Úi giời, kích Sonya thì mày phải chết thôi. Kích Sonya thì mày phải chết thôi, khổ thân. Tôi xong rồi đặt keo lỗi tôi bạn nhỏ, lỗi tôi bạn nhỏ. Úi xôi, bạn nhỏ đứng bạn nhỏ chết à, nó chửi tôi anh em ạ. Quá, tôi bị nó chửi rồi anh em ạ. Nó chửi tôi rồi, thằng slot 3 chửi tôi rồi. Chửi chịu thôi, biết làm sao giờ. Đấy, bị chửi bị chịu thôi, biết làm sao giờ. Và úi tôi xong. Tôi toang, tôi thua và thất bại à? Và thất bại là mẹ thành công. Đấy, thành công là âm của thất bại. Đấy, ảo thật đấy. À, ok con dê. À, pha chuẩn bị đẩy lên đến vị trí Ori cà khịa, streamer cà khịa nhiều nhất Việt Nam. Đấy, streamer cà khịa cạ nhiều nhất Việt Nam. Đấy, ok con dê luôn. Rồi, Cro Văn Gia. Gì nữa? Rồi, nào, càng đét khét đẹp luôn và càng đét luôn. Nào, Rosa lấy lại vị thế của trận này. Đấy, lấy lại vị thế. Đấy, ok luôn. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí của Ri. Đâu rồi? Xem nào. Nào, đây ui nó bắn thôi anh em ạ. Nó bắn tôi. U là trời, mày nhảy qua đây. Mày nhảy qua đây. Đấy, à, thảo cứng anh ạ. Nó cứng như quả trứng, Ôi. Nguy hiểm quá anh em ạ. Nguy hiểm quá. Ui là trời. Quá nguy hiểm mà, quá nguy hiểm luôn.
Wow, kinh ấy. Và thằng kinh anh em ạ. Ui, wow, lựu liềng. Và wow, lựu liềng của chúng tôi này. Ôi, tốt xong rồi. Nó bắn hay quá anh em ạ. Địch nó gọi là vã tôi anh em ạ. Vã tôi như dã gạo. Dã này chịu rồi. Vâng, lại có Rosa tiếp thôi. Chỉ có Rosa mới lên chân này. Đấy, nói chung là bộ trang phục này thì anh em thích thì lấy, không thích cũng chả sao. Thế tôi thấy cái bộ này nó không phải là quá xịn. Đấy, có quả tắp trông như là Buriram như tập eSports Moshi ấy. Và giống ông game thủ chuyên nghiệp Moshi. Đấy, rất là căng luôn. À, một pha đẩy lên đến vị trí của Ri. Và Chiru chú Ri. Nào, qua đây không? Ơi, căng quá, địch kiểu bắn cứ hay là mà chả hiểu sao thằng địch kiểu bắn cứ hay thì mình bắn nó cứ không được hay bằng team địch. Giá mà thì mình bắn có 1-2 không, bắn ngang với tôi thì có vẻ là win thần chặt 4-0 rồi không? Dẫn 2-0 để nó gỡ lại 2-3, đùa cay thật sự, xả sát tơ đi bạn ơi. Đấy, dồn Nam đi, đâu hết rồi, team mình đâu hết rồi, dồn đi, dập dồn, sóng vỗ dập dồn vào người nó đi, tiêu diệt nó đi anh em ơi. Ui, đầy hỗ, thật vào đầu không chết à? Vai, vào đầu không chết ạ. À? Wow, ôi, sao slot 3 lại chết rồi, slot 3 tự hủy à? Đấy, biết ngay mà, lại một thanh niên trẻ con, độ khoảng cấp 1, chơi đang bắn lại sỗi. Đấy, mày, và bắt đầu rồi. Chết rồi, ông slot 2 lại chết. Slot 2 lại chết là như nào? Vâng, các bạn không biết chơi à? Các bạn không biết chơi thì các bạn chết đi nhờ. Các bạn đừng chết nữa, tôi xem nào. Các bạn để tôi cấu rỉa nó xong tí các bạn xuống cover tôi được. Các bạn đừng chết nữa mà. Đấy, ông dưới kích Sonya nằm ngửa. Kích Sonya thì mình chỉ có nằm ngửa thôi nhá. Và kích Sonya quá trời rồi đi anh em ơi. Quá trời đấy, đúng rồi. Qua chơi đó, hay quá rồi. Qua chơi đó kéo nhiều máu lắm rồi, yếu hết rồi. Úi xôi, yếu rồi, một thằng đã yếu, gạt luôn anh em, ôi giời ơi, gạt luôn. Úi, một thằng nữa, em Thủy. Đấy, rồi, 3-1, không chột thì cũng què. Đấy, 3-1, ok, mình không có Sonya. Thôi xong rồi, bán chơi bị kích Sonya bẩn rồi, hỏng rồi. Bạn ơi, cố lên bạn ơi, không cố được, thua rồi. Và quá tệ cho một trải nghiệm. Một ngày mới bắt đầu. Thôi thua rồi, chịu rồi, biết làm sao rồi. Thua chịu rồi. Ok là địch bắn hay hơn, mình phải thua thôi. Ok, thì bây giờ thì mình đang ngày qua server Indo. Vì server Indo thì họ ngày lộ một loạt các chuỗi sự kiện mới. Đấy, một số bạn bảo là qua kiểm tra ngay server Indo đi. Thì bên server Indo này nó sẽ có một số sự kiện mới khá hay mình muốn giới thiệu cho anh em. Đầu tiên thì nó sẽ có một cái sự kiện để gọi là làm tiền đề, tức là cho cái hợp tác giữa Free Fire và Lambo. Đấy, thì nó có một cái kênh nó ghi là Free Fire X Lamborghini. Đấy, hay không anh em? Đấy, Free Fire X Lamborghini. Đấy, uy tín chưa? Đấy, uy cờ mờ nó tín chưa? Đấy, thì đây là Free Fire X Lambo. Đấy, xong rồi nó sẽ xong rồi chúng ta sẽ được xem những cái sự kiện. Được cái gì nhỉ? Telakami, chả hiểu cái này là gì, như là mấy tính năng mới sao ấy. Đấy, mỗi ngày nó cứ cho chúng ta 15 vàng. Không hiểu sao bên này mỗi ngày nào cũng cho 15 vàng, buồn cười thật sự. Bên này chúng ta sẽ có cái quy đổi huy hiệu để lấy cái bộ đồ đó là vô địch hổ phách. Đấy, bọn anh nhìn đẹp phết nhỉ. Và xanh vàng và có một vạch đỏ. Đây chắc là một đội bóng nào đấy kiểu rất là lớn ở bên bên Indo. Đấy, như kiểu mấy logo của đội Indo nó hay có mấy cái màu này, trông khá đẹp. Đấy, vô địch hổ phách Indo hoặc là Pakistan, tôi không nhớ lắm, là cái màu này nó kiểu như thế. Đấy, kiểu như thế. Tiếp theo chúng ta có cái sự kiện đổi sao của bên server Indo này, thì đổi được mấy quà rất ngon. Trong đó đổi free hẳn một khẩu súng, nó là M14 mặt nạ quỷ. Đấy, khẩu này quá ngon, nó không phải chê với đâu được rồi. Hai độ chính xác, một băng đạn, súng free như vậy là cũng ấm. Đấy, đổi hành động, nhảy nhót, rồi đổi được cái, mấy cái linh tinh. Đây, thì đây là cái sự kiện Free Fire kết hợp với Lambo đây. Thì cái này nó sẽ diễn ra bắt đầu từ khoảng ngày 10 tháng 12. Đấy, mùng 10 tháng 12. Đấy, khá là hay. Thì đây là mấy cái sự kiện linh tinh của bên họ. Sự kiện linh tinh ở bên họ. Ok.
Zuradunia. Cái này là mấy cái kỷ niệm. Chúng ta cũng sắp có sự kiện mà Free Fire World Series ăn mừng cái chiến thắng của Magic Squad ấy. Không biết là bên server Brazil nó mở gì không, chắc chiều nay qua server Brazil xem. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu video đầu tiên này đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like và subscribe nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.